rừng, nghe tiếng suối xôn sang mái chèo những đời sinh sôi, thuyền về mà bên mới. Ôi à, cá nặng lưới đầy, chuyến du ca đi và hát lần này thì chúng tôi đến với Quảng Bình và đến khám phá một trong những quần thể hang động đẹp nhất trên thế giới, đó là quần thể hang động Phong Nha. Thì chuyến đi lần này sẽ có một chút đặc biệt vì chúng tôi sẽ đến một cái khu vực còn được ít người biết đến, đó là khu vực hang Tiên thuộc quần thể hang động Tú Làn, cách Phong Nha khoảng 75 km. Và trong cái chuyến khảo sát thì tôi đã có rất là nhiều những cái cảm xúc rất là tuyệt vời ở cái khu vực hang Tiên, cho nên lần này đoàn du ca đã quyết định quay trở lại cái khu vực này để có được những cái cuộc chơi nhạc cảm xúc nhất. Tôi sẽ dẫn các bạn cùng theo chân với đoàn du ca để trước tiên là khám phá khu vực Phong Nha Kẻ Bàng, sau đó di chuyển sang đi bên dòng sông Son Thơ Mộng, sông Chày này, sông Son này, để chúng ta có thể thưởng thức những cái phong cảnh rất là đẹp, rất là hùng vĩ, rất là đặc trưng, rất là nên thơ của Phong Nha Kẻ Bàng. Trong nhiều năm thì tôi đã thử trải nghiệm với cái việc đi xe máy ở trên những cái cung đường miền núi ở Yên Bái, ở Hà Giang để mang quần áo cho các em học sinh trên đường miền núi. Nhưng mà hôm nay thì lần đầu tiên tôi sẽ thử challenge đi xe máy lên đỏ ở Phong Nha Kẻ Bàng. Đây là một chiếc xe máy được thuê với giá 150.000 một ngày. Ui. Trong khi mà chờ các đồng đội sang đò thì tôi phát hiện ra là ở đây có một cái sạp phơi cá và tôm khô rất là đáng yêu. Không cần phải có người nào giới thiệu thì tôi cũng đoán được rằng là đây là những cái sản vật rất là sạch, rất là ngon, bởi vì là tất cả cái quần thể sông ở đây, sông và suối ở đây tôi đã trải nghiệm thì nước rất là trong. Đấy, và có một cái điểm nữa, một cái điểm đáng ghi nhận là ở đây rất là ít rác so với rất là nhiều các cái khu du lịch khác. Mỗi khi mà đi đoàn du ca đi đến các cái địa phương trong cả nước ấy, thì chúng tôi luôn luôn mong muốn là được gặp gỡ người dân, được chứng kiến cái cuộc sống của họ như thế nào. Và chính những cái điều bình dị như thế này thì lại làm cho những thành viên của đoàn du ca có thêm được những cái cảm xúc, những cái tình yêu. Đôi khi những tình yêu nó rất là giản dị thôi, không có gì phải đao to búa lớn. Ngoài những cái cảnh hùng vĩ, những núi, những sông, những biển, những đồi thì tôi đặc biệt xúc động khi mà được chứng kiến cái cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân lao động, những người dân nghèo ở khắp mọi nơi, từ những em nhỏ cho đến những bà cụ già, những cái cô trèo đò, những cái anh thanh niên chân chất, và được tiếp xúc, được ăn những cái sản vật rất là đơn giản nhưng mà rất là mộc mạc và tinh túy ở các địa phương. Du ca không chỉ là đi và hát. Du ca để thấy thêm yêu đất nước, yêu cuộc đời, yêu những con người hồn hậu mà ta gặp trên bước đường phiêu lãng. Một cánh én không làm nên mùa xuân, và tiếng hát của người nghệ sĩ du ca cũng chẳng thể bay xa nếu thiếu đi sự cộng hưởng từ những người đồng đội. Những tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau trong tình yêu âm nhạc và niềm khát khao được chạm tới những cung bậc cảm xúc lạ thường. Tạm biệt phố phường ồn ào chật hẹp, chúng tôi quăng mình xuống làn nước mát lạnh giữa rừng già, vẫy vùng hò hét trở về với tuổi thơ, nấu cho nhau một bữa ăn đơn sơ giữa thiên nhiên rộng lớn,
để rồi lại cùng nhau lao động hết mình cho những phút giây đưa âm nhạc thăng hoa. Đôi tay này đã vác những thùng loa chịu nặng. Giọt mồ hôi này đã rơi cho những cảnh quay ngoài nắng được long lanh. Đôi chân em chảy máu vì trượt ngã. Bờ vai anh đã cõng nàng vượt qua khúc suối trơn trong sự hộ tống tận tình của bạn bè, để nàng Zuka được đẹp xinh nhất trong những khuôn hình. Bốn bề bận rộn, đất quê mình con nghèo lắm người ơi. Sáu điều vì cứ nghĩa tình đến thế, nào nào lòng đứa con ở nơi xa. Hãy quên em đi mà đừng yêu em nữa. Trong cuộc du ca, mọi khoảng cách đã được xóa nhòa. Mì tôm thay cơm, ánh sáng đèn pin thay điện. Chúng tôi đã vui, đã hát, đã yêu, đã sống những phút giờ cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Đã để âm nhạc cuốn mình đi miên man trong một đêm đẹp đẽ giữa rừng già. Chỉ để một điều động lại: những khuôn hình lãng mạn, những nốt nhạc và lời ca đẹp nhất gửi đến khán giả bốn phương, gửi đến cuộc đời. Cách xa vơi vơi, một ngày qua giấc mơ vui dần, rồi mùa đông đến, rồi mùa xuân đến, cuộc đời vẫn hãy ngồi xuống đây như loài thú hoang, yêu nhau ngoài đồng dưới nắng ban mai, phố thân trần chuồng kiếp sống hoang sơ. Hãy ngồi xuống đây hôn nhau lần này, hãy ngồi xuống đây cho nhau lần này, hãy ngồi xuống đây chia tay lần này, hãy ngồi xuống đây vai kề sát vai cho da thịt này đốt cháy thương đau cho cơn buồn này, giọt nóng truy hoang cho thiên đường này bốc cháy trong cơn chia phôi tràn trề. Hãy ngồi xuống đây bên con vực này, ngồi xuống thương đau, hãy ngồi xuống Zuka đi và hát, dự án video âm nhạc kết hợp trải nghiệm Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Thái Thùy Linh. Liên tục từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020, mỗi tháng sẽ có một tập gồm 4 phần: đi và ăn, giới thiệu du lịch và ẩm thực địa phương; đi và chơi, giới thiệu thú chơi xe của những vị khách mời thú vị và những môn chơi ngoài trời hấp dẫn, gần gũi với thiên nhiên; đi và hát, giới thiệu chùm ca khúc chủ đề của tháng, thu âm trực tiếp ngoài trời; đi để yêu, tập hợp những hình ảnh ấn tượng và những cảm xúc đẹp đẽ, chân thật mà đoàn Zuka đã gặp trong suốt hành trình. Hãy đăng ký kênh YouTube Thái Thùy Linh Official và nhấn theo dõi để cùng đón chờ những video mới hấp dẫn.